Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio ạ. Vâng, hôm nay bên em lại về một dòng sản phẩm mới là dòng mic cao cấp không dây. Vâng, với cái thương hiệu WeWood mã là SE68. Vâng, mà đã là thương hiệu rất là nổi tiếng trên thị trường hiện nay ở tại thị trường Việt Nam. Và đặc biệt đây là dòng công nghệ Mỹ và sản xuất tại Đài Loan. Vâng, thì em đã cầm sẵn ở đây một cái mic không dây WeWood. Em bật lên ạ. Vâng, WeWood mã là SE68 ạ. Vâng, đặc biệt dòng này là được sơn mỏng bộ độ rất là đẹp. Đây là hơi ánh sáng. Đây ạ. Màu bộ độ cực kỳ đẹp và khỏe khoắn. Và đặc biệt cái dòng này được thiết kế bằng nhôm CNC rất là cao cấp. Em tắt đi nó hơi bị kêu. Đây ạ. Và đặc biệt bên trong là có mà tem cốt mã vạch của nhà máy sản xuất. Khi mà các bác trích mã cốt thì nó ra ngay nhà máy. Đây là dòng công nghệ Mỹ và đặt trụ sở ở nhà máy tại Đài Loan. Trên thị trường rất hiếm có dòng nào mà có được cái tem mã cốt chuẩn chính xác như thế này. Và được làm bằng thân được làm bằng nhôm CNC rất là cao cấp. Và đặc biệt cái màu bộ độ này rất là bền, nó không bị bay màu theo thời gian. Vâng, và điều đặc biệt ở trên những cái dòng thương hiệu WeWood, mic WeWood ấy, nó có những cái công nghệ rất là mới như cảm ứng nhiệt này, khi mà chúng ta không dùng mà để khoảng cách xa không cảm nhận được cái nhiệt thì là cái mic không dây WeWood SE68 này sẽ tự động ngắt để tránh tiết kiệm pin, nói chung tích hợp rất là tối ưu. Đây là những cái điểm rất là nổi trội trên cái mic WeWood SE68 mà hiện nay trên thị trường hầu như là không có. Những đường nét được các kỹ sư thiết kế rất là tinh xảo, từng chi tiết nhỏ. Vâng, đặc biệt là củ mic này nó có một chức năng chống sốc, khi mà chúng ta có thể là va đập làm rơi mạnh nó sẽ tự ngắt toàn bộ những cái tín hiệu bên trong để chống chập cháy. Đấy, nói chung là những cái tính năng rất là ưu việt. Mà cái dòng này là trên thị trường dù những cái bác khó tính nhất về âm thanh thì các bác cũng phải hài lòng, vì là ca sĩ Thanh Lam đã được gọi là sử dụng những cái dòng thương hiệu WeWood này để đứng trước công chúng và rất là thành công. Và chị Thanh Lam đã phải gọi là còn phải nói một từ gọi là rất tốt khi mà ca sĩ Thanh Lam đã sử dụng. Còn bác nào muốn sở hữu những cái dòng mic không dây cao cấp thương hiệu WeWood mã là SE68 hoặc là SE69 hoặc là M8+, thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube Zika Audio, mình em sẽ gọi điện lại trực tiếp tư vấn cho các bác làm sao để các bác sở hữu những cái dòng mic cao cấp nhất hiện nay. Thứ nhất là độ nhạy tín hiệu cao, thứ hai là tiếng rất là ấm và sáng, thứ ba là nhẹ, hát không bị mệt, và cái tiếng rất là bay bổng, nghe rất là dễ chịu. Và đặc biệt là những thương hiệu WeWood này mà kết hợp những thiết bị khác cũng thương hiệu WeWood thì rất là tốt, như là đẩy WeWood này, vang WeWood này, trầm WeWood này, loa full WeWood này, tất cả những thương hiệu WeWood đã nổi tiếng rất là nhiều trên từ lâu trên thị trường Mỹ, hiện tại đã có mặt tại Việt Nam và được đặt trụ sở tại Đài Loan. Thì bên em cũng là đại diện được cung cấp ra thị trường những cái sản phẩm thương hiệu WeWood này. Vâng, thì là phía trước mặt quý vị và các bạn kia, đấy là cái nhân vật chính mic WeWood SE68 mà bên em đã để sẵn kia để tí nữa bên em sẽ test một đoạn nhạc video cho các bác cùng trải nghiệm và cùng đánh giá.
về bản thân những cái vỏ thôi cũng nói lên được cái sự tinh tế và chất lượng của sản phẩm rất là cứng cáp. Sau đây em xin được phép dừng video và chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe dồi dào. Vâng, và chúc các bác luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại vào các clip sau ạ.